hiểu và kết được trong quá trình công tác tại Superbrand Cà Mau. Hành trình 12 năm của người sáng lập Superbrand là bức tường thành vững chãi của những giá trị cho đi. Giờ đây, mỗi người hướng dẫn Superbrand là một câu chuyện riêng tiếp nối giá trị ấy. Và bây giờ, thầy Tài xin mời tất cả quý phụ huynh cùng với quý thầy cô cùng đón xem video. Và sau đây là phần chia sẻ của thầy Tài. Hãy tin đến với Supergen là một cái duyên của thầy Tài. Mỗi ngày đến với Supergen, thầy Tài đều được nâng cao bản thân mình, luôn được học hỏi và trau dồi để tiến bộ hơn mỗi ngày. Môi trường Supergen luôn tạo ra những con người trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ nhau và đoàn kết. Bản thân thầy Tài cũng luôn làm mới và thay đổi mỗi ngày để có thêm nhiều trí tuệ và kinh nghiệm sống cho bản thân. Đó là ý nghĩa của việc trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Và khi đồng hành ở Superbrand Cà Mau được một khoảng thời gian dài, khi thầy Tài được lên lớp, nhìn thấy những nụ cười của trẻ giúp thầy Tài có thêm nhiều động lực mỗi ngày. Người hướng dẫn Superbrand đều luôn luôn mang đến cho trẻ những tình yêu thương, những niềm vui và đặc biệt mang đến những hạnh phúc vỡ òa cho phụ huynh và gia đình. Thầy Tài luôn tâm đắc với câu tâm ta ở đâu sự nghiệp ta ở đó, với một trái tim yêu thương trẻ và tinh thần luôn tâm huyết đồng hành với các bạn nhỏ thì bạn sẽ nhận lại nhiều sự yêu thương quý mến từ quý phụ huynh. Cho nên trái tim giàu lên là nhờ cái nó cho đi nhé. Và đó là những phần chia sẻ của thầy Tài với những trải nghiệm, với những câu chuyện vô cùng đáng quý ở tại Superbrand. Cuối cùng, thầy Tài xin cảm ơn đến tất cả quý phụ huynh và mọi người đã xem video và lắng nghe. Và mọi người ơi, hãy cho thầy Tài một like, một comment và một chia sẻ nhé.